Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng gọi là đi đánh con lo anh em ạ. Hiện tại chúng ta phải đánh con đen vâu trước đã. Ok, bây giờ hiện tại mình đang qua bên đồ đen để có thể xong điều di chuyển được vậy. Ok, qua đen vâu nhanh lên, chứ không là mấy thanh niên kia đánh là thôi ăn cướp rồi đấy. Bốn đứa cũng được, bốn đứa đánh lo anh em. Mà hôm trước mình thử bốn đứa đánh lo rồi và kết bị hành sấp mặt lìn luôn rồi, không đi được. Quất rồi em, thế mà admin bảo fix cái lối di chuyển trên trên điện thoại khó anh em ạ. Thấy nó còn khó hơn nữa ấy. Mượt thì mượt mẹ mới đi, mượt kiểu này thì thôi chịu luôn anh em ạ. Đợi anh mới với mẹ vãi cứt cái thuyền ạ. Thuyền như cứt. Anh em mình nói thật nha, admin sửa cái mẹ gì chứ không hề sửa cái đấy, không hề sửa cái lối mà đi trên thuyền khó luôn, đi vẫn khó như thường anh em ạ. Mình không có một tí nào thấy nó dễ cả. Thế mà có thanh niên và bình luận bảo dễ cực kỳ. Mấy thanh niên chơi trên máy tính à? Cho mình hỏi, nếu như thế mấy thanh niên chơi trên máy tính điều khiển dễ thế thì cần bấm nút V, K, A, F, D là nó di chuyển được. Còn trên này bọn tôi phải điều khiển bằng ngón tay nhá. Vậy di ngón tay này chứ không phải là bấm cái nút vài cái nút và ba bấm vẩn của mấy ông đâu. Các ông này tưởng như nào lại tưởng dễ lắm. Kiếp mấy ông BC ông bình luận mà tôi đọc mà thấy nó đau lòng lắm anh em ạ. Đọc xong mà thấy thật là tội nghiệp. Đợi 2 phút cho mèo ăn. Ok, cứ cho mèo ăn đi. Anh còn đang phải phóng cái này, đợi mình một tí. Mình cũng phải 2 phút đi bật quạt. Không có quạt nó nóng lắm. Đây, để mình đi bật quạt. Ok. Đây mình tính nha, đang bật quạt này. Cho nó mát. Rồi, xong. Bây giờ mình sẽ lấy thuyền rồi chạy qua cái đắc arena. Ok. Đợi 4 tiếng là chỉ để như này thôi. Lấy hẳn con thuyền 5.000 đi. Đợi. Mình lấy cái sờ quan nha anh em, lấy sờ quan cho đẹp. 4 người đánh không được con lo đâu. Con lo nó khỏe, mình đánh nó rồi cho nên mình biết. Cho nên bây giờ phải cẩn thận, từ từ bình tĩnh. Cái gì cũng phải từ từ. Không được sồn. Sàng đánh lo hai lần một lần không đủ đan. Ở đây có 5 người chứ mấy, thế nào chẳng đủ đan. Rồi mình sẽ ở đây luôn này, rồi đến cái đắc arena đấy. Giờ nhìn thấy đau bụng nhá. Ui 2.000 binh đang qua. Tôi chết rồi. 2.400 binh rồi. Thôi chết rồi. Thế này thôi xong rồi. Mày giảm binh đi. Làm ơn lạy Chúa. Chúa hãy giúp con. Thôi rồi. Đợi. Binh nó lag quá. 1.200 giảm xuống 400 dùm anh đi. Mẹ vãi cứt anh em ạ. Mấy hôm nay chẳng sao wifi nhà mình nó lag. Lag kinh khủng luôn. Ui rồi ôi, không bật được chiêu luôn. Wow.
lắm. Ba ngàn binh rồi. Mẹ quá, cứ thôi để mình thoát giảm lag phát rồi nào. Ok, có vẻ đỡ lag hơn được một chút anh em ạ. Đợi nha, bây giờ anh qua đây. Mua cái thuyền Sunny đi cho nó ngầu. Ok. Đợi. Anh đang qua đây. Mẹ cái máy nó lag ấy. Ui rồi nó lại lên 800 binh rồi. Đợi. Đợi. Trời ơi đợi anh với. Kêu Nam là ai? Nam thằng nào? Nam thằng Lo á? Cơ tơ. Đợi tôi một tí. Định mệnh cái mạng nó lag mấy ông ạ. Cái mạng nó lag. Cứ không thể nào qua nhanh được. Đấy anh em khổ lắm anh em. Tốt nhất là lắp mạng thì lắp. Anh em lắp cái cục nào nó xịn xịn đấy nha. Chứ nhà mình là bị mấy cái ông ở VNPT ông lừa các bác ạ. Ông lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông lắp cho một cái cục như cứt ấy. Cái cục nhìn bẩn bẩn. Tôi nhìn, mình nhìn là mình chỉ muốn vứt cái cục đó ra đường thôi anh em ạ. Ngày xưa dùng cái cục cái tay bé Linh ấy. Đấy cái cục đấy là mình dùng là mạng cực kỳ mạnh luôn. Chơi lên mình các thứ đủ loại hết. Mà cái đéo nào từ khi lắp cái cục này thề vào game còn đéo được chứ chưa nói gì chơi game các ông ạ. Anh em thông cảm cho mình quay có hơi lag nha. Lag quá thì anh em có thể tua. Ok tới rồi em ơi. Một năm cái gì trời ơi còn chưa được một tiếng. Các ông lừa tôi đấy. Để tôi bật cái SWAN glass xịt lên á. Ok. Qua rồi. Haki full body. Mày tưởng anh mày không muốn cái đắc câu à. Ok. Trong lúc đợi mọi người để tập hợp đông đủ thì mình sẽ cắt nha. Ok. Bắt đầu đánh rồi anh em ạ. Chuẩn bị này. Bật room lên. Im các ông để yên cho tôi với. Ấy không dính. Một đấm này. Đợi tí nào mạng nó lại lag rồi các ông ạ. Xem phát này. Rồi. Liên hoàn chém luôn. Bùm. Đấy bắt đầu. Một đập. Mình thì chỉ đánh trái OP thôi nha anh em. Ủa đâu rồi. Đâu rồi. Quái hàng. Nó đâu rồi? Đây rồi. Sao lag thế? Ôi nó lag cực kỳ luôn á. Binh 900 cơ anh em ạ. Binh 900. Thế các ông cứ đẩy nó ra thế mà sao mà tôi đánh à, mình ghét cái chiêu mà cái gọi là cái tay dài ra xong hút của cái mochi ấy, anh em ạ. Để chịu ích ấy. Ôi ha. Chiêu ích của nó là cực kỳ khó dính chiêu luôn. Vả phát. Liên hoàn đấm. Rồi, dính rồi đấy. Đây, cái này nó cực kỳ khó dính. Cái chiêu 3 nó đã khó dính rồi anh em ạ. Mà mấy thanh niên này cứ đập qua đập lại này. Tạo room phát này. Dính ai dính nhá. Anh người không biết đâu đấy. Rồi, có chém rồi. Đấy.
chắc chắn là đủ đam. Đâu rồi? Thằng em đâu đen đâu rồi? Thằng em đâu đen đâu? Liên hoàn chém. Trời ơi, quá easy đi mà. Đánh với con râu đen này không có gì khó cả. Cái thử thách của chúng ta đó chính là con lo mà thôi. Bật room lên lại. Ủa, em nó rồi. Thằng em râu đen đâu rồi? Em râu đen đây hả? Thằng em râu đen đây hả? Có vẻ em nó gần chết rồi. Thằng em râu đen gần chết rồi. Thằng em râu đen gần chết rồi. Liên hoàn đấm. Bái hả? Một đập bay. Hai đập. Đâu rồi? Thằng em đô đen đâu rồi? Thằng em đô đen đâu? Thằng cu đô đen đâu rồi? Đây rồi, thằng cu đô đen đây rồi. Ơ à, cứt em không chơi. Ôi, liên hoàn chém. Văng luôn. Nhưng mà bị kia giữ lại. Thằng em râu đen này cũng khá là yếu anh em ạ. Không bằng con lo được. Không thể nào bằng con lo được. Bởi vì con lo nó quá kinh khủng rồi. Anh em mà đánh, ai mà đánh với con lo rồi sẽ thấy cái độ kinh khủng khiếp của nó. Đâu rồi? Thằng em râu đen đâu? Thằng em râu đen chạy đâu rồi? Để anh bật cái room lên rồi anh cho các em thấy cái sức mạnh bá đạo của anh. Một đập này bị nó hút lại anh em ạ. Chết chưa? Đâu rồi? Đây đây, thằng em đồ đen đi rồi. Rồi, có liên hoàn chém. Đâu rồi, đâu rồi? Thằng em đồ đen đâu rồi? Thằng em đồ đen đây rồi. Thằng em đâu đen này rồi, em bay lên để làm gì? Mình nhờ chế đắc đâu bay được đâu. Rồi lại có liên hoàn chém. Thằng em đâu đen chết chắc rồi. Đi xuống dưới bay làm gì? Chế đắc làm gì bay được mà mày cứ cố tập bay nhỉ? Tập bay gầy cánh chết bây giờ. Chết chưa? Chết chưa, chết chưa, chết chết, chết chết. Ây! Rồi, xong. Ôi vãi, hàng lên max level luôn. Vãi cặc cứt. Lên max level luôn anh em ạ. Đổi chip đi. Anh qua anh reset một phát nào. Thôi để reset sau đi. Mình để dành mình đổi chip anh em ạ. Không đủ đam à. Tội nhỉ. Đây cái thuyền cập bến này là của anh mày nhá. Ra lo đi. Thế bây giờ anh mày phải làm việc trước đã chứ. Bây giờ để xem nào. Bây giờ làm gì đây? Đổi chip đi anh em ạ. Để đánh con lo à. Để anh đổi chip. Sao mấy ông này ok nhanh thế? Hả? Em đổi trước, em dễ đai. Ok. Em đổi trước thì em đổi đi. Quan tâm em làm gì? Ui, vợ lỡ con si. Con si. Con si, con si kinh kìa. Con si kinh kìa. Nó đánh rồi kìa anh em ơi. Ấy. Không quan tâm, không quan tâm con si. Anh mày sẽ không để anh mày mất mạng mà mất cái ngọc đâu. Không mất cái ngọc được đâu. Ô đủ 5 người rồi này. Anh em. Bỏ đi, đừng đánh con si. Chết mất ngọc là ăn cứt đây. Solo si đéo gì. Ông có tuổi thì ông solo con lo cái kìa. Ông solo con si thì nói lên cái gì.
ông phải solo con lo, thì ông ấy liệt vào danh sách những thanh niên hay nhất bởi Lobby nhé. Chứ ông solo con si đầy người solo được con si. Solo con lo cơ, solo con lo là chưa ai làm được này. Ông mà solo được con lo tôi liệt ông vào danh sách sổ đỏ, giấy, gọi gì à, gọi là cái gì, danh sách đỏ luôn đấy, sách đỏ Việt Nam luôn, là quý hiếm luôn đấy. Không có mà, rồi ok. Rồi mình lên chỗ lo trước. Mình cứ để đây nè, nếu như đã lần đầu tiên mà đánh được thì thôi, khỏi cần mất. Bây giờ mình sẽ qua đây đợi trước. Qua chưa? Ali hết rồi. Một phát lên level max luôn. Giờ đánh con lo luôn này. Múa quẩy quẩy với tay cho đẹp đó. Đấy, rồi bay lên trên kia là cả một công cuộc khó khăn. Máy vẫn không được kéo chàng đồ đen nhỉ. Nhưng nhân phẩm hơi kém. Ây! 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 Lên! 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 Tại sao không lên được nhỉ? Ok. Phù. 1, 2, 3, lên! 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 Cao thế! Ok, bây giờ bắt đầu lên bằng cái đường này rồi con nào. Không biết lên được không? Mắt cái đáy. À đây đây, có hướng này lên được rồi. Zebo nó chỉ được 12 lần thôi anh em ạ. Ôi, suýt nữa thì rồi. À, lên đây là cả một công cuộc luôn ấy. Rồi. Đánh lo đi. Ừ, lại đánh lô đen à? Đánh lô đen á? Thế thì mình sẽ cắt tới đoạn đánh lo luôn nha anh em. 6 hours later. Ok, bây giờ bắt đầu đánh lo luôn nha anh em. Ok, bắt đầu đánh loa. Bắt đầu đánh loa luôn. Vào. Ơ. Đợi tí nhá, để anh rời dài cái tay một tí đã nha anh em. Cho nó đỡ mỏi tay đó. Chứ không nhanh. Star. Này đừng nói ông kia để biết kích bấm nha. Đừng cầm chip, đúng rồi, không cầm chip đâu. Ông kia cầm. You gotta notice, hey, I'm falling in love.
còn chip không? Ui, có cái Zebra Cap anh em ạ. Có cái Zebra Cap. Ui vãi. Còn chip không? À, anh vừa chết xong mất chip rồi. À, con à? Ô con kia. Con kia. Ok, đánh lần này anh này phải ra Coco. Lúc này hy sinh hơi nhanh. Bây giờ anh tiếp tràn về chú. Có. Đánh tiếp. Anh lấy bao giờ được cây Coco thì thôi. Chắc chắn lần này phải có Coco anh em ạ. Lần này không thể để chết được nha anh em. Lúc này chết là hơi lào ngáo. Thế mà vẫn đủ đam. Đợi 2 phút đi vệ sinh. Anh thì mới đi rồi. Đó. Bây giờ có cái Zebra Cap này. Để reset mình đội cái Zebra Cap vào đấy anh em ạ. Đội vào chưa? Đội vào rồi ấy. Nhìn cũng bình thường nhỉ anh em nhỉ. Cũng không có gì gọi là đặc sắc. Không có gì gọi là đặc sắc lắm. Nhưng mà thôi kệ đi, có còn không? Ô, còn 2 con chip. Trời ơi, đánh được thêm 2 con nữa. Đây là bây giờ chúng ta bắt đầu đánh này. Rồi. Bắt đầu. Bắt đầu. Bật Haki quan sát. Chuẩn bị này. Vô chưa. Rồi. 2000 years later. Ok, sau 2000 năm vất vượng thì cuối cùng chúng ta cũng đã lấy được thanh Coco và cái Zebra Cap. Cái Zebra Cap anh em biết là mình lấy được rồi. Thì mình cũng có để clip ở đấy anh em có thể coi rồi ấy. Thì mình cũng đéo sao nó đủ đam luôn. Đây mình sẽ lấy cái Zebra Cap cho anh em. Ôi, cũng là Legendary đấy anh em ạ. Không phải yếu đâu. Đây ngoại hình của nó đây anh em ạ, ngoại hình của nó cũng không có gì đẹp lắm. Đó, cái ngoại hình của nó đây anh em, thì để cho anh em xem là cái Zebra Cap này tăng cái gì nhá. Đây 10% đam squat, có nghĩa là đam kiếm đấy, 10% đam kiếm, 15% hồi chiêu của trá quỷ. Mẹ bây giờ nó chuyển thành block rồi. What the fuck. Rồi 500 energy và 100 máu. Vâng, 500 energy. Đây để xem. Đây vậy là bây giờ mình đã full combo lo luôn anh em ạ. Mũ của lo này, kiếm của lo này, trá quỷ của lo này. Từ bây giờ hãy gọi mình là Water đi leo. What the fuck. Vâng, mình là Water đi leo. Hay giờ đấy. Ok, mua cái tay Coco. Đấy. Thì mình sẽ luyện chiêu cái Coco này để review cho anh em sau. Giờ thì clip của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu anh em thấy hay và muốn mình đi đánh nhiều con boss nữa hãy comment ở dưới. Giờ thì bye.